Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Song song với những cái căn nhà xây mới của chủ đầu tư thì trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý cô chú, quý anh chị, quý bạn bè và quý các mọi người đang theo dõi kênh Nhà Tốt một căn nhà của nhà dân gửi bán. Với cái căn nhà này diện tích là 38,5m², thông số nhà như sau: 38,5m², hướng nhà là hướng Tây Nam, nằm trên trục ngõ thông. Và với cái ngõ thông này thì ô tô nhỏ có thể đi qua cửa được mọi người nha. Đây, đó, toàn bộ cái đường trước nhà đã được đổ đường nhựa trái áp pha hết rồi. Căn nhà này thì đã được xây dựng từ năm 2019 mọi người ơi. Và bây giờ chủ nhà có nhu cầu chuyển đổi thì nhờ bên Ngọc Ánh bán. Với cái diện tích 38,5m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, được xây dựng năm 2019 thì như thế nào ạ? Với cái phần mặt ngoài của ngôi nhà như quý vị nhìn thực tế ở đây, đều được chủ nhà ốp toàn bộ cái phần gạch ở phía đấy, và cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người nha, cửa nhôm kính đây. Và với cụ thể căn nhà thì mời mọi người theo em vào tầng 1 của ngôi nhà với 38,5m thiết kế ra sao. Đó, đây ở phần Ngọc Ánh đứng ở đây đó là cái phần để xe máy mọi người nha, để xe ở đây ạ. Ngoài ra nếu như quý vị nào mà có xe ô tô thì cách cái căn nhà này khoảng tầm 100m là có hai bãi gửi xe ô tô mọi người nha, ngày đêm thoải mái. Đó, phía chân Ngọc Ánh đứng ở đây đó là cái phần để xe máy, và ở đây đó chính là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Với cái thiết kế thì nói chung là tương đối thôi mọi người ạ, chứ còn nếu như mà theo ý của mình thì nó cũng hơi khó. Đó, căn nhà thì về cái sổ sách đều đầy đủ hết rồi. Và cái giá chào bán của căn nhà này là 2.950.000.000 bao toàn bộ phí thuế sang tên. Đồng thời chủ nhà cũng vẫn có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu ạ. Với thiết kế ngoài cái phần phòng khách ở đây thì theo hiện trạng của ngôi nhà mọi người nha, thì chủ nhà có để lại cho mình một chiếc sofa, đồng thời ở đây có một cái bộ bàn ăn. Đó, và đây là cái phần phòng bếp. Phòng bếp của ngôi nhà nó đúng như theo hiện trạng thôi mọi người ơi. Có như thế nào thì Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới quý vị đang theo dõi kênh như thế. Xung quanh bếp thì được ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì là ốp đá đen granite. Đây, chậu rửa, vòi rửa đây. Nói chung là nước, điện là căn nhà này mọi người cứ yên tâm là về dùng luôn. Và theo hiện trạng của cái ngôi nhà này thì mọi người chỉ việc dọn đồ về và ở. Nó còn khá là mới quý vị ạ. Nó còn khá là mới ở đây về cái màu sơn này, cũng như là cái gạch lát nền các thứ, nó gần như là vẫn còn rất là mới, bởi vì chủ nhà dùng rất là giữ gìn quý vị nha. Ngoài ra phía tầng 1 của ngôi nhà thì còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì cũng đáp ứng cho quý vị đầy đủ cái công năng sử dụng về bồn cầu cũng như vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đó, và cái thiết kế của cái căn nhà này thì cầu thang để ở phía ngoài này mọi người nha. Đây, bình thường ấy, như một số căn nhà với cái diện tích 38,5m thì chủ nhà thường hay để cầu thang ở giữa để chia hai phòng ngủ ở phía bên trên. Nhưng mà nhà này thì thiết kế nó hơi khác biệt một chút. Nói tóm lại là Ngọc Ánh quay review cụ thể để cho quý vị có thể cân nhắc video trước khi đi xem nhà nha. Mặt bậc của bậc cầu thang thì toàn bộ là ốp đá đen cổ trắng, tay vịn cầu thang ở đây thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Và ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy đây là sắt mỹ thuật mọi người nha. Đó, nó cũng hơi bạc màu một chút rồi. Và Ngọc Ánh review với cái căn nhà này thì nó cách với lại công viên âm nhạc thuộc khu đô thị Đô Nghĩa, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 800m thôi, gần với trường đại học Phenica Hà Đông, gần với lại sắp tới này là đang có cái công trình mà Bệnh viện Nhi Trung ương mọi người ơi, Bệnh viện Nhi Trung ương khởi công ngay ở chỗ cầu vượt Yên Nghĩa. Thì từ vị trí cái ngôi nhà này mà đi ra tới cái dự án đấy thì nó chỉ khoảng tầm 1km thôi mọi người ạ. Nói chung đi lại giao thông thuận tiện, cách với bến xe Yên Nghĩa 1,5km. Với căn nhà này gần với ngay chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, nói chung ok. Và cái giá chào bán 2.950.000.000. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà để khám phá xem chủ nhà của ngôi nhà này thiết kế ra sao nhé. Quý vị ơi, Ngọc Ánh vừa bước chân lên trên phía tầng 2 ở đây thì cái căn nhà này thiết kế cũng rất là hiện đại nha, mọi người. Đây ạ, đây chính là cái phần tầng 2 của ngôi nhà, phòng ngủ mọi người ơi. Và ở đây thì là cái
chủ nhà có lắp cái điều hòa đây rồi mọi người ạ. Đó, căn nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Quý cô chú anh chị nào đang theo dõi kênh thì cứ có thể tham khảo trước video và có thể gọi điện để Ngọc Ánh tư vấn cho mọi người cái tầm tài chính đó, hợp lý và phù hợp với mọi người trước khi đi xem nhà nha. Đó, để mọi người đỡ mất công tham khảo quá nhiều và đi lại quá nhiều. Đây là cái phần cửa mọi người ạ. Thực ra thì nói chung là mỗi một cái căn phòng nó đều đáp ứng công năng sử dụng của mỗi người. Đó, cũng khá là hợp lý đúng không ạ? Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy này. Tiếp theo là cầu thang đi lên. Với trên này thì thiết kế như thế nào? Mọi người theo em. Đây là cái phần phòng vệ sinh mọi người ơi. Thì đây, phòng vệ sinh đây ạ. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh luôn nha. Phòng vệ sinh này thì chủ nhà thiết kế là cabin tắm này. Bên trong là có hệ thống sen tắm thường này. Rồi bồn cầu này. Lavabo bàn đá này. Đó. Xây dựng từ năm 2019 cho nên là cái nhà này cũng rất là mới nha mọi người. Đây, cửa nhà vệ sinh. Quan trọng là có một số cô chú, một số anh chị theo dõi trên kênh của anh thì bảo là có cái căn nhà nào mà nhà dân gửi bán thì cứ alo cho cô chú. Thì đây, căn nhà này cô chú nếu như thường xuyên theo dõi kênh của anh thì hãy cập nhật ngay nha. Và trên này nó cái là cái phần phòng ngủ tiếp theo. Cũng có luôn cả điều hòa này, cửa đây mọi người này, cửa sổ thông thoáng này. Rồi là ở đây là có một chiếc tủ vẫn còn sử dụng được mọi người ạ. Đấy, tủ người lớn này, tủ trẻ em này. Nói chung là Ngọc Ánh quay review đúng theo hiện trạng quý vị ạ. Phòng ngủ cả hai phòng thì đều được lát sàn gỗ công nghiệp mọi người nha. Đều được lát sàn gỗ công nghiệp, rèm cửa. Đó, với một cái căn nhà diện tích là rộng này, thoáng này và nằm ở trên mặt ngõ thông của tổ 13 phường Yên Nghĩa thì cái giá chào bán này cũng khá là hợp lý mọi người ơi. Đây là cửa thông phòng. Mời mọi người theo em lên cái tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và đây là tầng tiếp theo của ngôi nhà mọi người ạ, cũng là tầng cuối cùng. Thì ở đây chủ nhà có thiết kế ở đây là phòng thờ kia, mọi người có thể nhìn thực tế luôn nhé. Còn sau này nếu quý vị nào mua về thì có thể thay đổi để đáp ứng được cái công năng sử dụng của hộ gia đình. Với anh chị này thì anh chị có một đứa con thôi cho nên là cái phần sử dụng nó hơi ít. Và đây là chủ nhà để luôn lại cho mình một chiếc giường. Đó. Tiếp theo, đây chính là cái khu vực để máy giặt mọi người ạ. Đây, có một cái khu để máy giặt này. Đây mọi người nhá, để máy giặt luôn. Và phần còn lại đó chính là phần sân phơi. Đây, khá là thoáng. Đồng thời mọi người ơi, đây này, trồng cả cây cối các thứ nữa mọi người ạ. Rất là thoáng nha. Quý vị nào đang tìm hiểu cái khu vực ở đây, đang muốn tìm nhà quanh cái trường đại học Phenica gần bến xe Nghĩa mà muốn nhà dân xây thì căn nhà này quý vị rất đáng để lựa chọn. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin tiếp theo từ Bất Động Sản Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.